Đậu cô đường. Tên đậu nghe. Đúng rồi, đậu cô đường. Hồi nãy chú Mười ông nói kính thưa tất cả gia đình. Xin chào đại gia đình. Hôm nay thì Châu Thanh đi cùng với Khương Dừa và cũng người em của Thanh, cũng làm trong ekip Tinh Thanh, đăng quay cho Châu Thanh. Thì đến cái đảo cô đơn này nó gần thành phố lắm cả nhà, chỉ cần bước qua con sông thì thấy rồi. Mà cái khung cảnh đây đúng là thiên nhiên đúng chất luôn. Quý vị thấy những cây dừa nước nè, rồi hồi nãy đi vô có những cây nào là thu lù, rồi nhiều cây mà gọi là phun thuốc lắm, rồi cỏ mực, rồi rau muống biển nhiều lắm. Ở nơi đây thì chú Mười đã ở đây từ 60 năm rồi. Chú Mười hôm nay muốn cho Khương Dừa và Thanh là những người mà cháu có duyên được gặp chú, và chú cũng thích Khương Dừa với lại Thanh nữa. Chú muốn là những người bạn trẻ này về đây có thể tạo một cái khu du lịch cho tất cả bà con ở bên thành phố. Ai muốn mà hưởng cái cảnh thiên nhiên đó thì hãy đến đây. Đó, không khí rất là trong lành. Chú Mười nói là buổi chiều á phải mặc 2-3 áo vô, nó lạnh lắm, gió rất là mát, trời không khí lạnh lạnh, xe xe lạnh, đã lắm. Ông nói là nhiều bữa ông muốn rung luôn đó. Chú Mười thì chút nữa quý vị sẽ cho Thanh sẽ mời cả nhà mình gặp chú Mười. Còn đây là cái hồ, nó lúc nãy Thanh mới chỉ, cá nó nổi bơi bơi trên này nè, cá trê, cá lóc, rồi cá này, cá đó cá gì em? Cá phi. Đỏ. Cá phi. Cá chép. Cá chép. Rồi quý vị vào đây trong cái khung cảnh có thể được ngắm trong cái dòng thiên nhiên của suối ao hồ này, rồi quý vị sẽ tung tăng, sẽ cùng hòa mình trong cái không khí nhẹ nhàng, mát mẻ mà của dùng sông nước. Thì quá tuyệt vời luôn quý vị. Còn phía xa xa đó lại có những chiếc ghe này, có thể đây là những khách du lịch đó. Ở đây người ta sẽ đón rước những cái khách vào đây. Nhưng mà đây là một cái nơi mà Khương Dừa và Thanh đang được chú chọn, có thể là làm một cái nơi đường xa quá không nghe nha. Xa quá không nghe biết. Làm cái nơi để cho tất cả quý bà con đến đây để thư giãn trong những ngày mà mình thấy căng thẳng quá, thì hãy đến cái vùng đất này của chú Mười. Đây, Khương Dừa và Thanh đang chuẩn bị nói chuyện với chú. Mấy em đang nếu có kế hoạch chưa có biết làm được không, còn không làm được thì nuôi cá. Vài bữa anh em mình qua coi cá rồi chơi cũng vui. Dạ, hy vọng bà con bác góp ý thêm. Thích rồi. Lắm. Rồi tác nghiệp một mình luôn vậy hả? Anh tác nghiệp mình luôn vậy, quay luôn hả? Giỏi vậy. Thì cũng nhờ em thầy chỉ. Hồi nãy dựng cái máy đứng vậy không? Không có, anh phải để ngang gì được, người ta với bà con ta mới xem được. Dạ, tao quen cái livestream ha anh, livestream thì để máy đứng. Ừ đúng rồi. Dạ. Thì từ khi gặp em thầy mới đổi phong cách lại là quay máy để ngang. Chứ một lần đang đi hát á thì nhiều khi mình cũng muốn cho tất cả những khán giả thân yêu mình á được xem hiện giờ Châu Thanh có khỏe không, và đang hát ở đâu, và sức hát như thế nào. Có nhiều người thấy thương lắm, nói trời đất ơi, bây giờ không có sân khấu cải lương như đó nữa rồi. Nhiều khi muốn gặp Châu Thanh để coi hát mà không biết đâu mà coi. Thôi bây giờ mình có cái đài truyền hình thông tin này nè, thông tin trên cái kênh mới của Châu Thanh đó, thì những cái gì thông tin Châu Thanh sẽ gửi đến để đem quay cho anh Thanh anh nghe rồi, đem quay luôn nè. Đó trời ơi, được được em thầy quay luôn. Dạ. Đã quá. Dạ. Thì coi như là nhờ có cái kênh này thì của Khương Dừa đã tạo cho Châu Thanh cái người em rất là nhiệt tình và rất là yêu mến tất cả anh em giới nghệ sĩ. Vì vậy cho nên mình cũng hạnh phúc là trong cái số mà yêu mến lại cũng có Châu Thanh trong đó. Dạ. Và bây giờ thì lại được em quay cho mình nữa. Dạ. Sướng quá. Ở thường thường em quay một cái clip đầu tiên là em giới thiệu là đăng lên kênh may mắn lắm à. Giống như clip bữa em quay mở màn với anh ha. Ở trên kênh anh thì được bà con bác vô xem á. Đó, bởi vì anh cũng thật sự thì anh cũng bất ngờ khi cái số mà lượt kênh bà con đăng ký ủng hộ á. Dạ. Rồi được em nói nữa. Dạ. Em nói ơi, anh được bà con thương nhiều lắm anh Thanh. Dạ. Anh mừng lắm, anh mừng lắm.
Dạ. Thì hôm nay thì buổi sáng hôm qua thì Khương vừa hỏi ngày mai anh Thanh có làm gì không, hỏi có gì không em. Cái nói em rủ anh đi qua bên cái đảo, tưởng đảo xa dữ lắm, ai ngờ đảo kế bên thành phố Hồ Chí Minh, ở đây tên là đảo Cô Đơn đó. Cả nhà. Dạ. Mà ở nơi đây thì khung cảnh thiên nhiên hồi nãy cho Thanh đã giới thiệu rồi đó quý vị, đấy thấy những cái dừa nước nè, những cái dừa nước đó. Rồi có cả dừa nước mà đang có trái nữa. Dạ. À, Khương vừa đang rủ chút nữa mình bơi ra dài dài cái đó đẹp lắm anh, đi dài chuyển cái này đẹp đó lắm. Tuyệt vời quá. Dạ. Đi nhìn thấy cảnh này là mắt hát không anh? Ừ đúng rồi. Dạ. Thấy cái mát mẻ rồi. Đồng quê sông nước. Không nghe tiếng xe phải không anh? Ừ. Đã ha. Đi quá yên tĩnh luôn á nha. Dạ. Bởi nếu mà anh nghĩ em có duyên mà làm ở đây chắc bà con ủng hộ nhiều quá. Dạ. Tại vì anh cũng thích được những giây phút mà nhẹ nhàng. Dạ, yên bình như vậy. Dạ nó không quá xa thành phố. Ừ. Kế bên. Trời ơi, quý vị nhìn thấy không? Đó là khu Phú Mỹ Hưng phải không? Dạ. Thưa Dược. Dạ, khu Phú Mỹ Hưng. Trời ơi, cái gì kế bên vậy, mấy trăm mét rồi hả? Dạ, cái cách sông nè, qua thôi. Cách con sông này tao. Ủa em qua đây em giăng lưới, em bắt cá rồi em chặt vừa nước á. Dạ. Giờ đi chặt nè, cá này giăng lưới là có không anh Thanh? Ừ, quá chừng luôn ha. Với sẵn anh Thanh quay này, Khương Dừa cũng chia sẻ bà con cô bác luôn là sắp tới Khương Dừa có làm chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn, và anh Thanh sẽ là một trong những giám khảo ngồi để góp ý cho thí sinh đó. Vậy hả? Dạ. Anh cảm ơn em. Khương Dừa đã hỏi ý kiến anh Thanh rồi. Dạ, anh Thanh cũng rất là ủng hộ Khương Dừa. Dạ. Cho nên bà con cô bác quý khán giả của anh Châu Thanh, nếu mà muốn đăng ký ha. Dạ, đăng ký Ngôi Sao Miệt Vườn. Dạ, theo dõi thông tin ở trên fanpage của Khương Dừa cũng có, hoặc là để Khương Dừa chia sẻ của anh. Dạ, để lại cái ghim, để cái bình luận ở cái phần bình luận anh, để cái số điện thoại với lại cái mail để bà con bác biết đăng ký. Có gì đó chúc em hướng dẫn anh cái đó. Dạ dạ. Nhờ em thầy hướng dẫn giùm nha. Dạ dạ. Lâu nay chỉ biết yes no, alo alo, rồi yes no, rồi giờ biết gửi nhắn tin. Dạ. Rồi biết chuyển Zalo. Dạ. Còn Đăng thì anh nhờ con trai anh Châu Bảo với Châu Ngọc Tiên. Dạ. Nhưng mà anh thấy vui ha. Anh đi vui ha. Đi dài dài quá anh, cảnh đẹp lắm. Từ khi có kênh giờ vui dữ lắm. Dạ. Ngày nào đi diễn không có diễn thì anh quay anh giới thiệu cho bà con một bạn. Mình làm nghệ sĩ mà bao giờ cũng mình muốn hình ảnh của mình được gần gũi với lại khán giả. Dạ. Và được khán giả gần gũi với mình. Dạ. Bởi vì cho nên thì cảm ơn em nhiều lắm. Dạ. Em chỉ giới thiệu khúc đầu thôi, còn anh sau này anh vẫn anh Châu Thanh là vẫn bà con của bác thương ủng hộ mới xem. Trời ơi, còn tặng cho cái bộ máy mình nghe nữa. Dạ. Trời, sung sướng làm sao. Dạ. Cảm động quá. Nó vừa nhóc ra, vừa nước à. Đó bà con của bác vừa nước ở đây nhiều lắm. Dạ. Mà ông cô chú lớn rồi, cô chú không có. Rồi tới anh quay cho em cái đổi nhìn mặt chứ. Để tao nói tiếng lòng tiếng giống Khương Dừa. Dạ. Quay qua quay lại. Anh em quay qua quay lại tí. Rồi tự nhiên gắn chứ. Ôi ơi. Đi là đi vô đường này nè. Đó, cầu tàu này, nãy mình không lên nước không có chứ đi vô mình đi vô đường này. Vậy đó hả? Trời. Dạ. Đi xuống được không? Dạ được. Cầu an toàn không? À. Ừ. Nước lớn nhất không nữa. Dạ này nước chúng ta nè. Nước đang trong có nhiều nước đang lớn. Nước đang lớn vô mà nước hồi sáng nó chảy ra, không nào chảy ra. Cùng cập nha anh hả? Ở đây tiếng nước lớn quá à, sợ không nghe tiếng mình. Ừ. Vừa nước rồi hả? Cái này mình... Dạ. Dạ. Cái này phải thăm nó, không biết nó ăn được chưa, nó sợ còn non. Nên nó chặt thường xuyên à. Ừ. Nè quay nếu mà không thấy mấy cái tòa nhà bà con cô bác tưởng đâu đang ở Bến Tre không á nha. Cảnh quê con sông ha. Chắc chắn là cô bác sẽ nghĩ rằng ở đâu miền quê nào á. Dạ. Chứ đâu nghĩ là ở đây vùng nhà mấy bè vậy? Nhà bè. Nhà bè. Xã Phước Kiển huyện Nhà Bè. À, một dòm qua là bên Phú Mỹ Hưng đó ha. Dạ dạ. Ra
cho đây dân có cá. Có dân cá hả? Có, giờ lấy nước bé cây dân đây nè, cho nó đốt nước trên này luôn. Rồi khai đậu ra một cái lõi, có đậu sẵn rồi. Rồi trong này cũng muốn bán không? Chưa bán được 10 đó. Cách miền quê. Cách miền quê. Đó, cũng Mỹ Hưng đó bà con. Kim Mỹ. Kim Mỹ này hát hay phải là thời Mỹ không? À. Kim Mỹ rất vô. Đây đó, Phú Mỹ Hưng này bà con ơi. Thanh đi dùm vô rồi luôn. Cái này thì biết. À, còn nó có đăng rồi thì chưa biết. Nó giật nó rung quá. Đây em quay cho, em quay cho. Nhìn kia bà con ơi, Phú Mỹ Hưng. Trời ơi, khu này mới giữ nè. Dạ. Đó, Mỹ Hưng hết rồi. Đó, tòa nhà cao nhất luôn. Khu mấy khu này hồi đó em đi coi hết chứ em tính mua á. Mà không có tiền thôi. Vậy đi coi đâu có ai cấm đâu phải không anh? Ừ đúng rồi. Đi. Không, không có tiền mà đi coi thôi, coi đất suốt ngày à. Có đi coi ha. Dạ. Mua giờ trúng rồi. Bữa nay anh Thanh rất là dạn dĩ nha mà cô bác, rất là dễ thương thấy không? À, đi về miền quê rồi. Quay và cảnh đẹp rồi giới thiệu để bà con cô bác. Rất là dễ thương. À, giới thiệu ngắn ngắn xíu vậy cho bà con xem ha. Chắc nãy giờ anh có hát chưa? Anh phải đặc sản của anh cuối clip của anh Trung là thường thường anh để anh này cuối clip anh phải có một câu hò con dụng cổ gì gửi bà con bác chứ ha. Đặc sản cái kênh của trên kênh anh Châu Thanh phải vậy chứ hả anh? Thì lúc nào anh cũng muốn hát cho tất cả khán giả thân yêu của mình nghe hết. Dạ. Nhưng mà bây giờ để coi hát đoạn nào đây. Dạ. Giờ mình hát chay mình gửi bà con bác thôi chứ xíu có đàn. Hát một đoạn tình ca biên giới. Dạ. Đi. Bạn biên giới. Trong cái tuồng mà hồi trước Châu Thanh hát với chị Thanh Kiều Huệ đó. Dạ. Tuồng tình ca biên giới đó. Dạ dạ. Hay lắm. Hay. Trời ơi, Kiều Huệ đóng sau ly. Đúng là một búp bê sàn gỗ, đẹp mà dễ thương làm sao. Dạ. Sau ly từ biên ải trở về đây, đến nơi đây nơi kỷ niệm chúng mình thường hò hẹn. Chị về Huệ. Trong những lúc chiều tà trăng lên đỉnh núi, em ngồi đây bên ngọn suối lưng đồi, từng cánh chim buồn bay vội về đâu mà nghe thương nhớ trong lòng gia diết. Sao ly hời em vẫn là dòng suối mát, là đóa hoa rừng thơm ngát giữa mùa xuân, là ngọn đèn thắp sáng cả tim anh, là hơi ấm ru hồn anh muôn thuở. Hà Mẫn Xuyên, lời của anh thiết tha rung cảm và quý nghi như truyền lệnh cho em. Ánh mắt anh là những giọt sương đêm làm thắm tươi vàng đó qua rừng bên bờ suối reo, em chợt nghe lòng trải dài như trăng sáng. Em thả hồn giữa vùng trời bao la. Sao ly, lời của sao ly em đêm như tiếng suối reo, rót vào tai anh như khúc nhạc trầm của rừng thiêng. Anh bâng khuâng nghe liếm thương hai ta trọn đời thương nhớ.
giữ bóng hình anh trong tim. Nhưng mà anh ơi, đời sao vẫn u buồn, vẫn thở dài khi một mình lẻ bóng, vẫn khổ đau khi chợt thấy mình vẫn còn cô đơn. Rồi Châu Thanh xin trân trọng gửi đến gia đình mình một đoạn Sương Chiều mà ngày xưa thường hát với chị. Nhớ hết luôn ha anh, nhớ hết ha. Nhớ, nhớ không... tại vì những cái tuồng này cái tuồng kinh điển, nơi kinh điển anh ấn sâu với tuần... ấn tượng mình được hát với chị mình. Dạ, dạ. Những người chị mà mình từng ái mộ. Dạ dạ. Rồi bây giờ Châu Thanh xin trân trọng chào cả gia đình mình, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Dạ, hẹn gặp lại.